Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu cho tất cả anh em tham gia một chương trình iGroup nhận tóc cần UCS từ sàn YouCanSwap. Để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mình mở tới ra bấm start này bạn. Một tóc cần này giá khoảng 3 đô cho một tóc cần nha các bạn. Rồi, bấm start xong các bạn join vào iGroup nha các bạn. Rồi các bạn. Em vô đầu tiên bằng cho nhóm chat follow kênh seller nữa nè các bạn. Và bấm reply nha các bạn. Tiếp tục từ bạn follow từ Twitter cho đến Weibo nè các bạn. Cái máy của mình bị gì luôn. Rồi bấm nút fan nha tất cả các bạn. Rồi Twitter thì các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn like và tweet lên nè các bạn. Câu này chạy 8 bet 20. Rồi các bạn bắt đáp lại nha các bạn. Rồi các bạn bấm nhầm một submit detail nè các bạn. Sau khi các bạn bấm nút submit detail, các bạn bấm done nha các bạn. Máy mình quá tự. Sau khi bạn bấm run xong thì các bạn gửi đường link tờ Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. Thì các bạn mở tờ Twitter các bạn ra vào ba chỗ gạch bên cùng các bạn sẽ chép liên kết nha các bạn. Rồi nha các bạn copy username từ Twitter mình nha các bạn. Các bạn copy đường link nè. Rồi các bạn bắt đáp lại. Đâu rồi ta? Rồi mong bắt đây gửi cho bot nha các bạn. Yeah. Rồi các bạn chờ mình chút xíu nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ BNB Smart Chain Bet 20 các bạn. Các bạn có thể dùng địa chỉ trên Chuk Wallet hoặc là MetaMask hoặc là địa chỉ với em thắt trên chocolate nữa mà hoặc là dùng địa chỉ với Sophie Ban trên chocolate cũng được, đây Sophie Ban cũng được các bạn. Rồi các bạn mở vào bot khai báo đó. Bắt vào đây nè, bạn gian gửi cho bot nghe không, submit at bet 20 nè. Trời ơi sao nhờ bạn gửi cho bot nghe bạn. Cái máy của mình quá tài nhiều doanh nghiệp bên nó văng ra hoài các bạn, ác thiệt tình thiệt. Gỡ coi. Rồi tiếp tục quan gỡ thì bạn bấm vào xóa tít là các bạn sẽ thấy số dư của tất cả các bạn nha các bạn. Ok, tất cả các bạn gì lấy việc nên lấy nên ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm tiếp cận các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc, mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé. Quá khứ cái máy nó dồn quá nhiều nó văng ra hoài.